Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi. Ba vũ khí bí ẩn mà Việt Nam sẽ đưa ra ánh sáng tại triển lãm phòng không 2022. Chào mừng các bạn đến với bản tin ngày hôm nay của Tin Mới. Các bạn thân mến, trong video trước chúng tôi đã cho đăng tải thông tin nói về triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Sự kiện này sẽ có 30 quốc gia với 170 tổ chức tham dự trưng bày các loại vũ khí, khí tài khác nhau. Đặc biệt, trong số đó có nhiều đơn vị tới từ các nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Pháp, cùng với đó là các quốc gia ASEAN khác. Tuy nhiên, Trung Quốc, một nước láng giềng thân cận của Việt Nam, lại không cử đoàn tham dự, cũng không đăng ký đem vũ khí đi triển lãm để quảng bá bán sản phẩm cho các khách hàng. Lý do vì sao Trung Quốc không tham dự thì chúng tôi cũng đã phân tích kỹ lưỡng trong video trước rồi. Còn trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin thông tin cho các bạn ba loại vũ khí bí ẩn mà quân đội Việt Nam có thể lần đầu tiên trình làng cho công chúng trong nước và thế giới tại triển lãm lần này. Đầu tiên đó là tổ hợp tên lửa bờ đối hạm mà Việt Nam tự nghiên cứu, phát triển. Thông tin về tổ hợp tên lửa bờ đối hạm mà Việt Nam tự nghiên cứu sản xuất đã xuất hiện từ lâu. Còn nhớ vào năm 2019, lần đầu tiên chúng ta đã thấy được một hình ảnh chi tiết về thiết kế tổ hợp tên lửa bờ với phương tiện mang và hệ thống tên lửa. Gần đây hơn nữa, một loạt các hình ảnh đã được một cá nhân nào đó chia sẻ về các tổ hợp tên lửa bờ nguyên mẫu được để trong sân bãi của đơn vị sản xuất. Bên cạnh đó là nhiều loại vũ khí khác nhau, nhưng sau đó bức ảnh này đã được xóa bỏ và các kênh YouTube, TikTok, Facebook đăng tải cũng nhận được yêu cầu xóa đi, trong đó có video của Tin Mới. Tuy nhiên, lần đầu tiên chúng ta đã được thấy mô hình thu nhỏ của tổ hợp tên lửa bờ đối hạm xuất hiện trong một sự kiện quân sự quốc tế, đó là tại triển lãm của giải bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN được tổ chức vào ngày 7 tháng 11 tại trường bắn Miếu Môn. Bên lề giải đấu, Việt Nam đã giới thiệu với bạn bè trong khu vực Đông Nam Á một số loại vũ khí khí tài do Việt Nam tự nghiên cứu chế tạo. Lần đầu tiên bạn bè thế giới đã được chiêm ngưỡng tổ hợp tên lửa bờ do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự nghiên cứu phát triển. Nhờ sự kiện này, chúng ta đã có được hình ảnh rõ nét của tổ hợp tên lửa bờ VCM-01. Qua quan sát, có thể thấy được một bệ phóng gồm 4 ống phóng tên lửa VCM-01 được đặt trên khung gầm xe tải 6x6 bánh, phía trước thùng xe có một cabin. Có thể đây là nơi dùng để nạp tham số và thực hiện các thao tác phóng. Bố cục bệ phóng gồm 4 đạn tên lửa này khá giống với BKT-184, với 4 tên lửa KH-35 Uran-E mà quân đội ta thường được trang bị trên các tàu chiến như Monia và Jopat-3.9. Tuy nhiên, đây chắc chắn là tên lửa VCM-01 do Việt Nam tự nghiên cứu và phát triển, chứ không phải tên lửa KH-35 Uran-E của Nga. Những tín hiệu này cho thấy Việt Nam đã không còn xem hệ thống tên lửa bờ đối hạm và vũ khí bí mật nữa. Rất có thể trong cuộc triển lãm quốc phòng mới đây, nó sẽ được đưa ra trưng bày. Tất nhiên, khi đã không còn trong vòng bí mật thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Chỉ có tiến tới sản xuất hàng loạt và niêm cất trong kho mà thôi. Vũ khí bí ẩn thứ hai mà chúng tôi muốn nhắc tới đó là xe thiết giáp chở quân XCT-02. Chắc hẳn các bạn yêu quân sự cũng đã được nghe nhiều về dự án sản xuất xe thiết giáp chở quân của Việt Nam từ lâu rồi đúng không? Chúng ta cũng đã được thấy kha khá các hình ảnh về hình dáng thiết kế của nó, nhưng chưa bao giờ thấy được một hình ảnh nào sắc nét và rõ chi tiết cả. Tuy nhiên, tại triển lãm trong khuôn khổ giải bắn súng quân dụng các nước ASEAN, Việt Nam đã giới thiệu tới bạn bè quốc tế xe thiết giáp chở quân với tên gọi XCT-02. Lần đầu tiên, một hình ảnh rõ nét nhất về chiếc xe đã được public trên các diễn đàn quân sự Việt Nam. Nhìn qua về hình ảnh, chúng ta có thể thấy hình dáng xe hơi hướng giống với các loại xe thiết giáp chở quân của phương Tây, chứ không phải là theo phong cách xe thiết giáp của Nga. Xe sử dụng 4x4 bánh và có 4 vị trí cửa mở ra vào, cửa hai bên hông, cửa phía sau xe và cửa nóc.
trên xe có các lỗ châu mai và khi đếm số lượng thì có thể đoán xe có thể chở được một tiểu đội bộ binh. Trên nóc xe lắp đặt một bệ súng máy 12 ly điều khiển từ xa. Bệ súng máy này chắc chắn là do Việt Nam tự nghiên cứu và phát triển, bởi vì trước đó rất nhiều năm đã có những hình ảnh Việt Nam tự động hóa hệ thống súng máy 12,7 ly và mục đích không gì khác là để lắp đặt trên các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển và các loại xe chiến đấu. Ngoài bệ súng máy 12,7 ly điều khiển từ xa thì trên nóc xe còn có các hệ thống đạn khói dùng để phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa, sử dụng đầu dò laser và quang ảnh. Về tổng thể, theo chúng tôi đánh giá xe thiết giáp nhìn khá bắt mắt và không tụt hậu về thiết kế so với các loại xe thiết giáp chở quân của các nước trong khu vực và thế giới. Ngoài ra, thiết giáp chở quân XCT-02 phía xa xa chúng ta cũng có thể nhìn thấy xe chiến đấu bộ binh XCV-01 mới nhất mà Việt Nam tự nghiên cứu sản xuất. Nhìn tổng thể, chúng ta có thể thấy hình dáng của xe là khá tương đồng với xe chiến đấu bộ binh BMP-1, BMP-2 của Nga. Rất có thể Việt Nam đã mổ xẻ các phương tiện này và cho ra đời một nguyên mẫu tương tự với những cải tiến sâu hơn. Trong bức ảnh này, ta có thể thấy xe đã được mở hai cửa hậu và cho thấy bên trong khoang chở quân, nhưng rất tiếc hình ảnh không được rõ nét cho nên không thể phân tích thêm gì. Về hỏa lực chính thì chúng ta chưa có thông tin cụ thể, nhưng rất có thể Việt Nam sẽ sử dụng pháo nòng trơn 2A28. Grom cỡ 73mm bắn các đạn giống như súng chống tăng không giáp SPG-9 Copy. Với bộ binh đi bộ mang vác SPG-9 hay là các loại súng chống tăng không giật DKZ nói chung, là hỏa lực cấp tiểu đoàn và trung đoàn bộ binh, loại súng không giật SPG-9 này Việt Nam đã sản xuất hàng loạt từ lâu và biên chế cho bộ binh tác chiến huấn luyện rất nhiều. Nếu sử dụng các loại súng này thì Việt Nam có thể chủ động sử dụng thay thế nòng và đạn, tiết kiệm được rất nhiều chi phí so với việc phát triển các loại mới. SPG-9 có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau cho những mục tiêu cụ thể. Với loại đạn PG-9V mang đầu đạn 322g thúc nổ RDX, sử dụng ngòi nổ VP9 có sơ tốc đầu đạn 435m/giây, tầm bắn hiệu quả 800m. Sức xuyên giáp 300mm RAP RHA, loại đạn PG-9VS có tầm bắn hậu quả xa hơn đạt 1.300m, sức xuyên giáp mạnh hơn đạt 400mm. Đạn PG-9VNT mang đầu đạn đúc TASAM để chống lại giáp phản ứng nổ RA, stock đầu đạn giảm xuống 400m/giây, tầm bắn hiệu quả giảm xuống 700m, sức xuyên giáp đạt 400mm sau giáp RA. Đạn PG-9N mang đầu đạn chứa 340g thuốc nổ Okapol, stock đầu đạn và tầm bắn tương đương PG-9V, song sức xuyên giáp tăng lên 400mm giáp RHA. Bên cạnh các đạn cũ PG-9, pháo 2A28 còn sử dụng đạn PG-15V nặng 3,47kg. Đây là đạn có trợ lực tên lửa phù hợp với đặc thù của pháo trên xe. Ban đầu, tốc đầu đạn đạt 400m/giây, nhưng sau khi đạn rời nòng pháo 10-20m thì động cơ tên lửa sẽ khởi động và tăng tốc đạt đến 700m/giây, tầm bắn vượt xa đáng kể. Về vũ khí chống tăng, mặc dù chưa có hình ảnh cụ thể, nhưng chúng ta cùng hy vọng sau trận đấu sẽ được lắp đặt tổ hợp tên lửa chống tăng bán tự động B-72 cải tiến. Tên lửa này hiện đã tăng sức xuyên lên 800mm, giáp thép đồng nhất sau giáp phản ứng nổ. Nó tương đương với các tên lửa ngày nay và đủ sức hạ gục các loại xe tăng hiện đại. Trong ảnh chúng ta cũng có thể thấy xe chiến đấu này cũng đã được lắp đặt bộ nòng phóng đạn khói ở phía bên phải, tương đương bên trái tháp pháo cũng sẽ được lắp 4 ống phóng tương tự. Đây là cải tiến lớn hơn so với xe chiến đấu bộ binh BMP-1 cũ mà quân đội ta đang sử dụng. Các bạn thân mến, với một quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng trung bình như Việt Nam, chúng ta đang cố gắng nghiên cứu, phát triển, nắm bắt các thiết kế vũ khí, khí tài hiện đại trên thế giới. Mục đích không gì khác, đó là tăng cường hơn nữa sự tự chủ và tránh hết sức việc phụ thuộc vào vũ khí nước ngoài. Bước đầu, chúng ta đang dần tự chủ sản xuất các loại vũ khí nội địa, nhưng thông số kỹ thuật như thế nào chắc chắn phải chờ quân đội ta công bố mới rõ ràng được. Nhưng tự hào lắm, Việt Nam chúng ta không chỉ biết mua mà còn tự chủ sản xuất cả tên lửa, radar, xe chiến đấu, xe thiết giáp, súng trường tấn công, tàu chiến, tên lửa các loại.
Tất nhiên, không phải quốc gia nào cũng có thể làm được như vậy. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến triển lãm quốc phòng quốc tế 2022 đang diễn ra. Lúc đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ mà thôi. Còn bây giờ, video của team mới đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.